một ngày nọ marcus thấy mình cần một công việc mới để tăng thu nhập anh đã đến thăm nhà của jason hy vọng rằng mẹ kế của jason có thể giúp anh tìm được việc làm mẹ kế của jason là một người phụ nữ châu á tên là linh khi marcus gõ cửa nhà của jason linh mở cửa và mừng rỡ khi thấy anh linh đã gặp marcus nhiều lần và biết rằng anh là một người bạn tốt của jason linh mời marcus vào nhà và hỏi anh muốn gì Marcus lịch sự và tỏ ra rất biết ơn vì Linh mở cửa đón mình. Anh giải thích rằng anh đang tìm kiếm một công việc để kiếm thêm tiền. Linh lắng nghe và tỏ ra quan tâm.